Xưa trở về nhìn hàng cây xôn xao, khoe mắt khẽ buông giọt lệ. Bao bạn thân nay ở đâu, sao ngôi trường bỗng lặng yên, lật dòng lưu bút vân những nét chữ đang ngang nghiêng. Ngôi trường xưa nhưng trong tôi vẫn ý như thuở đầu, thời học sinh nghiêng nghiêng nét bút trên trang giấy mực. Giờ còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát, thời học sinh ôi biết bao điều ngây ngô. Thời gian sao trôi qua thật nhanh, tựa như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau, những kỷ niệm mình chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh, bụi phấn đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Cánh phượng hồng đang rơi rơi, chiếc trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân thương. Bạn trên lại từ một phần hóa quanh đây, nói phượng đây hàng ghế đây, những bạn bè sao không thấy, có tìm kiếm những ký ức còn đọng lại trong tiềm thức, để bây giờ khi nhớ lại từng giọt lệ cái rừng rừng. Ký ức cho tôi tìm thấy ngày tuổi thơ, ký ức chỉ dâng lên dù yên lặng, như con sóng vẫn cứ dạt vừa cứ trôi trong mà từng cơn mơ. Biết tìm tới đâu những kỷ niệm, nếu có bạn nơi có tàu, những người trên cùng một chiếc thuyền, một lái đò một dòng sông được đưa đi về bên đỗ. Tạm hoa dài bên thứ ta giữa khung trời thức mộng mơ, chiếc bóng đen sẽ phấn trắng khi than dòng từng câu thơ, và câu hát bao đời thơ không tả hết được nỗi nhớ. Vẫn được một câu từ đi đâu cũng thắp sáng một ngôi nhà, nên lấp toán chiếc xe đẹp dạo quanh từng con phố, những hàm số những cơ quan liền cần thiết ở tương lai. Bóng dáng ai nay cùng đàn nay cùng hát với cô bạn thân thương, với giai điệu của trường xưa, những hàm số những cơ quan liền cần thiết ở tương lai. Bóng dáng ai nay cùng đàn nay cùng hát với cô bạn thân thương. Ngôi trường xưa nhưng trong tôi vẫn y như thuở đầu, người học sinh nghiêng nghiêng nét bút trên trang giấy mực. Giờ còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát, người học sinh ôi biết bao điều ngây ngô. Thời gian sao trôi qua thật nhanh, tựa như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau, những kỷ niệm mình chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh, bụi phấn đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Cánh phượng hồng đang rơi rơi, chiếc trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân thương. Thời gian sao trôi qua nhanh như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau, kỷ niệm chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành đưa mái tóc còn xanh, mùi phấn đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Cánh phượng hồng đang rơi rơi, chiếc trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân thương.
khi tôi cách xa tháng năm học trò chiếc ngôi quê hương Việt Nam. Dạ vâng, giờ phút này đây, hình ảnh của quý thầy cô đang hiện diện trước cổng trường. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón quý thầy cô. Trân trọng cảm ơn các thầy cô đã dành những tình cảm lớn lao cho chúng em. Hơn bao giờ hết, các thầy cô viền phấn trắng hướng cuộc đời đi thẳng, mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim, đã trở thành nét đẹp truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam ta từ ngàn xưa. Vang vọng những lời ca ca ngợi người kỹ sư tâm hồn, viên kim cương của nhân loại, người gieo hạt giống vàng của chân lý, nhà kiến trúc mẫu người tương lai của đất nước. Người thầy là người khơi gợi những ngọn lửa tâm hồn, những ước mơ, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, mang trên vai trọng trách trao truyền tri thức, văn hóa, đạo đức cho các thế hệ mai sau. Những hàng cây xanh tôi trồng tôi tưới đang bắt rễ vào lòng đất phì nhiêu, đang uốn nhựa xanh lên cành lá mới, nhuộm thắm tương lai, sức sống cho đời. Thời gian trôi đi, hẳn trên khuôn mặt thầy cô là những nếp nhăn nhuộm đầy mưa nắng, bạc phơ trên những mái tóc nhuộm thắm những sương gió của thời gian, để đem nhiệt huyết, tình yêu thương, tri thức cho các thế hệ học trò. Biết bao kỷ niệm dưới mái trường thân yêu đã lưu lại đông đầy trong ký ức. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo như chữ ký, ký bàn chân tôi ở lại sân trường, ký những vòng xe, những nếp yêu thương, ký vào tim tôi một trời kỷ niệm. Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề nào vinh quang bằng nghề dạy học. Nhà giáo là một hình mẫu về đạo lý. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn thân mến, để cho ngày lễ kỷ niệm thêm phần ý nghĩa, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, quý thầy cô và các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Mở đầu chương trình, xin kính mời quý vị cùng đến với bài múa Cô giáo em là hoa ê ban do các em học sinh trường Trung học cơ sở Năm Thắng trình bày. Xin quý vị hãy cho các em một tràng pháo tay thật lớn. Xa xa kia là làng buôn ta, có
Xin được cảm ơn tiết mục vô cùng đặc sắc của các em đến từ trường Trung học cơ sở Nam Thắng. Kính thưa các quý vị, mái trường yêu dấu, nơi có bao bạn bè thân thương và thầy cô kính mến, thời học sinh đã in dấu trong lòng mỗi chúng ta. Ta yêu sao những hàng cây, bảng đen, yêu cả những trang sách còn đang viết sang giờ, những chùm hoa phượng thắm rực bầu trời. Chao ôi, sao mà yêu đến thế? Yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cặp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở, lọ mực nào bút, nào phấn nào bảng, cả tiếng chim ca trên cành cây cao và lá cờ sao trong nắng thu vàng. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cặp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở, mùa huệ huệ trắng, đào thắm hồng đỏ. Trường chúng em đây như vườn hoa tươi, người tốt việc hay, sừng cháu bác Hồ. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cặp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở, lọ mực nào bút, nào phấn nào bảng, cả tiếng chim ca trên cành cây cao và lá cờ sao trong nắng thu vàng. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cặp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở, mùa huệ huệ trắng, đào thắm hồng đỏ. Trường chúng em đây như vườn hoa tươi, người tốt việc hay, sừng cháu bác Hồ. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Con xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe rất là nhiều ạ. Rất vinh dự cho chúng em ngày hôm nay đã được chào đón quý thầy cô. Và cũng trong ngày vui ngày hôm nay, thầy cô cũng có những bài thơ thật hay, thật ý nghĩa để chúc mừng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Hằng cũng có một bài thơ thật hay muốn dành tặng cho các học sinh nhân ngày kỷ niệm hôm nay. Trân trọng kính mời cô. Trước hết, thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo, cựu giáo chức của nhà trường cấp 1-2 năm tháng ngày xưa ấy, hôm nay về đây vinh dự được là đại biểu của các em, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý của địa phương, các vị đại biểu khách quý ở các mọi nơi về với các em nay, chúc các thầy cô giáo, các thầy giáo cùng toàn thể các em lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Còn, thế thì không hay đâu, nhưng với tâm trạng của những ngày được em sĩ ghé vào tai, u ơi, chúng con muốn tổ chức một cái buổi tri ân các thầy cô. Cô mừng quá, nhưng cô thật lăn tăn, không biết rằng các em tổ chức thế nào, nhân lực, vật lực ở đâu, ở một địa phương như thế này, cũng thương thương và cảm thấy hơi lo. Nhưng rồi, cô tin tưởng rằng cái sức trẻ của các em
cái nghị lực của các em và các cô tự hào những năm tháng ngồi trên nhà trường ít nhiều cũng trao dồi được một chút kiến thức chia sẻ vào các em. Cho nên cô không lo nữa và cô nói một câu rằng các em giỏi hơn các cô tưởng nhiều, và bằng chứng hôm nay là sự thật. Tôi mạnh dạn làm một bài thơ tâm sự cùng học trò Nam Thắng. Tâm sự cùng học trò Nam Thắng. Nhớ năm 91-95, bao nhiêu kỷ niệm xa xăm hiện về. Hôm nay dưới mái trường quê, thầy trò ta lại cận kề bên nhau. Trải bao năm tháng dãi dầu, tuyết sương đã nhậm mái đầu hoa dâm. Nhớ trường Nam Thắng vô vàn, tơ lòng luống những muôn ngàn vấn vương. Con đò chở những gió sương, thầy cô gắn bó thân thương bên trò. Tương lai hứa hẹn mong chờ, làm nên kỳ tích ghi pho sử vàng. Bao nhiêu kiến thức em mang, mọi miền tổ quốc sẵn sàng đón em. Dựng xây đất nước giàu thêm, ông cha gửi gắm các em đất này. Kho tàng trí thức cô thầy, trao em chìa khóa đong đầy ước mơ. Thầy cô hy vọng trông chờ, tương lai tươi sáng vô bờ em ơi. Thầy cô vinh dự trồng người, dày công vun tưới em thời khắc ghi. Thời gian lặng lẽ trôi đi, các em để lại những gì thơm danh. Các em danh toại công thành, mái trường Nam Thắng bức tranh. Ơi, xin cảm ơn. Kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em mạnh khỏe, hạnh phúc và làm tốt sự nghiệp trồng người hơn nữa của các thầy cô, và các em hãy mãi mãi vươn xa xây dựng miền tổ quốc khắp nơi được hạnh phúc bền lâu, tình cảm các em càng bền sâu gắn chặt. Nhớ nha, cô cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những vần thơ vô cùng xúc động ý nghĩa của cô. Một lần nữa, chúng em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và sẽ đồng hành cùng với chúng em trong những lần gặp mặt tới. Kính thưa toàn thể quý vị, mỗi lần chúng ta trở về trường, trong trái tim chúng ta không khỏi những bồi hồi xúc động, nhớ về một thời học sinh nơi có bạn bè yêu dấu và thầy cô kính mến. Đó cũng chính là nội dung bài hát Con đường đến trường của tác giả Phạm Đăng Khương. Xin mời quý thầy cô cùng tất cả các anh chị chúng ta cùng vỗ tay để ôn lại kỷ niệm được không ạ? Một lần đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi. Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua ngôi trường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Cùng tôi mỗi lần đến trường, một chiều đi trên con đường này, hoa
điệp vàng chạy dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đừng về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua ngôi trường này, bao kỷ niệm chất sâu trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ. Văn nghệ chào mừng tạm kết thúc. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, xin kính thưa quý vị, và chương trình văn nghệ sẽ được tiếp tục trong quá trình giao lưu. Gặp mặt, kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô hãy đăng ký lên phía bên tổ chức chúng tôi để chuẩn bị những tiết mục thật hay, thật ý nghĩa để chúc mừng. Và tiếp theo chương trình, xin kính mời các vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo, chúng ta hãy hướng mắt lên phía trên sân khấu để cùng xem lại những hình ảnh và những khoảnh khắc thật thiêng liêng, thật xúc động và thật đáng nhớ. Cuộc sống cứ mãi trôi theo dòng xoáy của thời gian và công việc, vô tình cuốn ta theo vòng quay đó, để rồi mang theo nhiều kỷ niệm đi xa khỏi tâm trí mỗi người. Và rồi khi nghe đâu đó câu hát quen thuộc về một ngôi trường, sao quá đỗi thân quen, làm ta thổn thức nhận ra rằng đây là lúc chúng ta nên trở về. Thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Những cựu học sinh niên khóa 1991-1995 trường Trung học cơ sở Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình của chúng tôi ngày ấy đã rời xa ghế nhà trường 27 năm và chúng tôi luôn đau đáu một niềm mơ ước được trở lại trường xưa với bao kỷ niệm vui buồn gắn liền với tình thầy cô, bè bạn dưới mái trường Trung học cơ sở Nam Thắng thân yêu. 27 năm trôi qua, kể từ ngày các cựu học sinh niên khóa 1991-1995 trường Trung học cơ sở Nam Thắng của chúng tôi chia tay ngôi trường thân yêu để thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng tôi như đàn chim tung cánh, chim nhỏ bé bay đi muôn phương, mỗi người mỗi nơi, mỗi lựa chọn, mỗi công việc và cuộc sống khác nhau. Nhưng tất cả chúng tôi đều có điểm chung là được các thầy cô chắp cánh ước mơ từ ngôi trường Trung học cơ sở Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình thân thương. Xuất phát từ cái tình cảm của bạn bè thì trải qua cái quá trình là mong mỏi từ các cuộc họp lớp,
thì ý định của chúng tôi là cũng có muốn họp cái ban liên lạc của khóa 91 và 1991-1995 để mà có cái buổi trở về trường muốn tri ân công ơn các thầy cô giáo. Thì hôm nay thì bản thân tôi cũng như một số bạn bè được trở về mái trường xưa, trong lòng cảm thấy là rất bồi hồi và xúc động, vẫn nhớ in những kỷ niệm của mình sau 27 năm trở về trường. Thì mái trường chúng ta vẫn còn những cái mái trường cũ thì đã được bỏ đi và thay vào đó là những ngôi trường rất là khang trang. Thì xuất phát từ sự mong mỏi của bạn bè thì chúng tôi đã trở về trường đây và tổ chức cái hội khóa họp thống nhất vào ngày 20 tháng 11 nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam. Ban liên lạc khóa 1991-1995 thì chúng em xin được chân thành cảm ơn, tri ân các thầy cô giáo đã dạy chúng em trong suốt quá trình học tập, suốt từ những năm học 1991-1995. Em cũng xin được cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đương thời đã tạo điều kiện cho chúng em được trở về với ngôi trường tuổi thơ của mình. Và cũng rất mong rằng tất cả các bạn ngày 20 tháng 1 thì chúng ta sẽ hưởng ứng cũng như là trở về đúng với ngôi trường của mình để cuộc họp mặt của chúng ta được thành công, để tri ân các thầy cô giáo một lần nữa. Rất mong được sự trở về của các bạn. Là một ngôi trường có bề dày truyền thống, trường Trung học cơ sở Nam Thắng đã vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết thi đua dạy tốt, học tốt và nhiều năm được Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Cũng chính tại ngôi trường này đã có nhiều người con ưu tú trưởng thành, thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mang lại vẻ vang cho quê hương và làm rạng danh nhà trường. Với các cựu học sinh niên khóa 1991-1995, trở về trường Trung học cơ sở Nam Thắng lần này với mong muốn tổ chức buổi hội khóa để được tri ân mái trường, tri ân thầy cô giáo, những người đã dìu dắt, dạy dỗ và chỉ bảo để cho chúng em có được như ngày hôm nay. Và đặc biệt được gặp lại bạn bè, ôn lại những kỷ niệm ngây thơ, buồn vui, nghịch ngợm của tuổi học trò nhất quỷ nhỉ ma. Lần trở về của hội khóa chúng tôi thật ý nghĩa, đúng vào dịp 20 tháng 11 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thật vui mừng khi được chứng kiến đổi thay và phát triển của nhà trường. Cô giáo Vũ Thị Hồng Xuân, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ. Được biết là các chị khóa 1991 và 1995 ấy, là đã về hội khóa ở nhà trường thì ban giám hiệu nhà trường cũng rất là xúc động và vui mừng. Còn cảm động hơn nữa là các anh các chị lại còn tri ân tất cả những các thầy cô giáo cũ mà dạy mình từ cái thế hệ trước đấy ấy, thì nhà trường cũng vô cùng là vui mừng. Hôm nay các anh các chị trở về đây ấy, với đặc biệt là trong cái dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam, không phải là với tư cách là khách mời nữa mà là với tư cách là chủ nhân của ngày hội ấy, thì cái điều này nó khẳng định cái giá trị cốt lõi của nhà trường, đấy là cái giá trị đoàn kết, nhân văn, nhân ái và uống nước nhớ nguồn. Thì cái điều này nó tạo nên một cái động lực rất là lớn cho các thầy cô giáo đang công tác tại trường và làm gương cho các em học sinh có thể hiểu được cái giá trị truyền thống của nhà trường. Và đây có lẽ cũng là một cái khởi đầu rất là tốt đẹp cho nhà trường. Và ban giám hiệu nhà trường cũng như tất cả các thầy cô giáo thì cũng sẵn sàng chào đón các anh các chị và cũng sẵn sàng mở cánh cửa và chào đón các thế hệ học sinh trở lại thăm trường cũ. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường ấy thì là tôi cũng xin chúc tất cả các thế hệ nhà giáo đã công tác tại trường Trung học cơ sở Nam Thắng trong 40 năm qua thì có một sức khỏe dồi dào. Chúc các anh các chị khóa 91-95 trở lại trường có một niềm vui trọn vẹn trong ngày hội trường và xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị. Hey.
cho trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cánh phượng hoàng toàn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi. Lần trở về lần này của khóa chúng tôi sẽ là khoảnh khắc hội tụ từ bốn phương trời. Trở về để được gặp lại chính mình trong ký ức bè bạn, gặp lại những ân sư là những người thầy, người cô đã giúp ta tìm được con đường cho chính mình. Sau 27 năm trở về để chạm tay vào ký ức, những hàng cây, góc lớp, ngăn bàn, chạm vào những vấp váp, sai lầm, chạm vào những rung động đầu đời, những yêu thương mà con tim vẫn còn thổn thức trong nhịp đập ấy. Trở về với những tiếng cười nói, nô đùa, nhưng hơn tất cả là tình bạn, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong dịp này, đại diện Ban Liên lạc Hội khóa cũng dâng hương tưởng niệm tới các anh hùng liệt sĩ và dành một phút mặc niệm. Mười bảy năm với bao nhiêu đổi thay, chúng em rất buồn khi đến dâng hương tưởng niệm tri ân tới cô giáo Đinh Thị Miên. Tuy rằng cô đã đi xa mãi mãi, nhưng hình ảnh của cô luôn trong trái tim mỗi học trò. Niên khóa 1991-1995 của cô và mong cô yên nghỉ thanh thản, mong cô luôn dõi theo sự trưởng thành của các học trò mình. Và cũng dịp chuẩn bị cho ngày hội khóa, đại diện Ban Liên lạc cũng đến thăm hỏi và gửi lời trân trọng kính mời quý thầy cô giáo Trần Thị Hằng, cô Phạm Thị Tạo, cô Nguyễn Thị Hoài, cô Phạm Thị Lâm, cô Hoàng Thị Mùi và một số thầy cô vì những lý do khác nhau, chúng em không thể đến thăm thầy cô, kính mong quý thầy cô lượng thứ. Trong sâu thẳm đáy lòng, chúng em luôn cảm ơn quý thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng em tri thức mà còn tiếp thêm cho chúng em ý chí, nghị lực trong cuộc sống, những bài học về tình nghĩa, bài học về đức độ, hy sinh, lòng bao dung, sự quan tâm, chia sẻ, lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm. Tất cả các bài học đó hun đúc lên tinh thần, nghị lực của chúng em về tình bạn thủy chung. Thật xúc động khi thấy các em học sinh của mình trưởng thành và sau 27 năm vẫn còn nhớ tới những người lái đò thầm lặng năm xưa đã đưa bao nhiêu chuyến đò tri thức sang sông. Cô Nguyễn Thị Hoài xúc động chia sẻ cảm xúc. Cô rất là vui, rất là hạnh phúc vì đây là hạnh phúc của người lái đò. Đã nhìn thấy chuyến đò mình trở sang là các em học sinh là những người lớn khôn và trưởng thành. Và hôm nay này, nhân những ngày 40 năm kỷ niệm của các nhà giáo Việt Nam đã đến thăm cô, chúc sức khỏe cô và tri ân các thầy cô giáo. Cô thì không biết nói gì hết, rất là cảm ơn các em nhiều và thấy các em là đã lớn khôn trưởng thành. Và cô chúc cho các em luôn vui khỏe, hạnh phúc, thành đạt hơn trong cuộc sống. Nhân ngày 40 năm kỷ niệm ngày giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các thầy cô giáo, các thế hệ các thầy cô giáo luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt, thành công trong cuộc sống. Chúc các em học sinh, cựu học sinh luôn luôn là những người luôn luôn bình an, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.
như dòng sông trở lặng phù sa, như bài hát không lời để suốt đời bên trang giao an, như cánh buồm chờ đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lang thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lang thầm bên trang giao án cuộc đời. Xin được là gió, xin được là mưa, dù ban những trưa hè, xin được là mây, là hoa thơm ngát. Thời gian vì đàn em thân yêu thắp lên trong tôi trái tim người chiến sĩ, xin hòa lời hát, xin hòa lời ca, hát mãi về người thầy, thầy là quê hương, thầy đẹp trong câu hát. Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn trong ban tổ chức đã kết nối tất cả các bạn trong toàn khóa để ngày trở về đông đủ, trọn vẹn và ý nghĩa. Chúng ta gác lại những lo toan của cuộc sống hàng ngày để trở về. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào ngày 20 tháng 11 năm 2022. Hàng ghế đá xanh tăng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người, bản thân hỏi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần, kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn thương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương dài khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người, bản thân hỏi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần, kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn thương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối. Buổi gặp mặt ngày hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy, cô giáo và các bạn thân mến, về tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay, xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Về phía lãnh đạo xã, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đinh Xuân Trà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất vinh dự cho chúng ta được chào đón ông Phan Đình Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất vinh dự cho chúng ta
được chào đón bà Vũ Thị Như, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về với chúng ta còn có ông Đinh Công Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vinh dự cho chúng ta ngày hôm nay được chào đón ông Trần Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vinh dự cho chúng ta ngày hôm nay được chào đón ông Nguyễn Đức Duyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng về dự ngày hôm nay có ông Lâm Văn Ruyện, Chủ tịch Hội Khuyến học, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vinh dự cho chúng ta ngày hôm nay được chào đón ông Lưu Anh Trường, Trưởng Công an xã Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía trường Trung học cơ sở Nam Thắng, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nhà giáo Vũ Thị Hồng Xuân, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng với sự hiện diện của nhà giáo Nguyễn Văn Phóng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, làm công tác chủ nhiệm, đã dìu dắt thế hệ học sinh khóa 1991-1995 trường Trung học cơ sở Nam Thắng. Rất vinh dự cho chúng em ngày hôm nay được chào đón nhà giáo Trần Thị Hằng, nguyên hiệu trưởng, nguyên hiệu phó trường cấp 2, nguyên hiệu trưởng trường cấp 1, đại diện cho các cựu giáo viên qua các thời kỳ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất vinh dự cho chúng em ngày hôm nay được chào đón các thầy cô đã nghỉ hưu và đã chuyển công tác đi nơi khác nhưng vẫn về tham dự đông đủ. Đó là một niềm vinh dự lớn lao đối với chúng em, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt ngày hôm nay, xin hân hoan giới thiệu sự có mặt của trên 60 bạn cựu học sinh khóa 1991-1995 trường Trung học cơ sở Nam Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và một lần nữa, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để trân trọng sự có mặt của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa quý thầy cô và các bạn thân mến, trong ngày vui hôm nay, các vị đại biểu khách quý đã bớt thời gian và dành những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đinh Xuân Trà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Thắng có bó hoa tươi thắm lên dành tặng chương trình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Phạm Văn Bái lên nhận hoa. Như những bông hoa tươi thắm dưới mặt trời, là những giáo viên say sưa trong người, từ miền quê hay nơi sơn cước. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của ông Phạm Văn Bái đã dành cho chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Vũ Thị Hồng Xuân, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Thắng, cũng có hoa tươi thắm lên dành tặng chương trình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Phạm Văn Diễn lên nhận hoa. Như những bông hoa vẫn nở ngày ngày, trên những con đường bên trang giao án, em vẫn miệt mài ươm mầm xanh tương lai. Xin được cảm ơn cô, chúc cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Tiếp theo chương trình tặng hoa, xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Trần Thị Hằng, đại diện cho các cô giáo qua các thời kỳ, cũng có bông hoa tươi tắm lên dành tặng cho chương trình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Phạm Văn Sĩ lên nhận hoa. Cảm ơn cô. Tiếp theo chương trình tặng hoa, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lâm Văn Ruyện, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, cũng có bông hoa tươi thắm lên dành tặng chương trình. Xin trân trọng kính mời bạn Hoàng Văn Điều lên nhận hoa.
một lần nữa thay mặt cho các bạn của Niên Khóa xin được cảm ơn những tình cảm của các vị đại biểu khách quý đã dành tặng. Yêu các em thơ như yêu chính cuộc đời mong mong đó. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các cô giáo và các bạn thân mến, hàng năm cứ vào mùa thu, chúng ta lại nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường. Và điều làm cho chúng ta thấy bồi hồi và đáng nhớ nhất chính là tiếng trống khai trường. Tiếng trống vang lên là biết bao kỷ niệm về tuổi học trò, về thầy cô và về mái trường lại ùa về. Vâng, để hồi tưởng lại những cảm xúc ấy, xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Vũ Thị Hồng Xuân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Thắng lên đánh lại màn trống khai trường cho tất cả chúng ta. Vâng, nghe tiếng trống khai trường, chúng ta bỗng quên đi hết thảy những lo toan trong cuộc sống đời thường. Trong tâm trí chúng ta lúc này có lẽ là những hình ảnh, những người thầy, người cô kính mến bên chiếc trống trường thân thuộc và mái trường nơi đã chắp cánh cho chúng ta, cho tuổi trẻ của mỗi người. Tiếng trống khai trường như đánh dấu sự khởi đầu thành công cho một năm học mới, sự trưởng thành, lòng tự tin của mỗi cô cậu học trò đã được vun lên từ đây. Còn với chúng ta, đó là một nỗi niềm tưởng chừng như đã lãng quên, đã vùi lấp nhiều năm. Chúng ta chợt nhớ về mình và nhớ về những tháng năm học trò. Tiếng trống trường rộn ra làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòng cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, xa xuyên bao tâm hồn vui tiếng trống tự trường trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang xanh mới, tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu. Rộn ra làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòng cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, xa xuyên bao tâm hồn vui tiếng trong tự trường trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ tung bay màu ngàn tháng trên vai em. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang xanh mới, tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa các thầy cô giáo và các bạn thân mến, để có được buổi gặp mặt ý nghĩa như hôm nay, phải kể đến công sức của ban liên lạc. Bởi họ chính là những người đã kết nối chúng ta lại với nhau, để rồi chúng ta mới có mặt đầy đủ và đông vui như hôm nay. Sau đây, xin trân trọng kính mời ban liên lạc ra mắt trước hội khóa. Một, bạn Phan Văn Bái, đại diện khu vực Thái Bình. Hai, bạn Phạm Văn Diễn, đại diện khu vực Sài Gòn. Ba, bạn Bùi Việt Hùng, đại diện khu vực Hà Nội. Bốn, bạn Phạm Văn Sĩ. Năm, bạn Hoàng Văn Điều. Sáu, bạn Nguyễn Thị Hiên. Bảy, bạn Đào Văn Ninh. Và tám, bạn Vũ Văn Công. Một lần nữa, thay mặt cho cựu học sinh khóa 1991-1995 trường Trung học cơ sở Nam Thắng, xin được cảm ơn và vinh danh các bạn trong ban liên lạc. Và sau đây, xin long trọng tuyên bố chương trình gặp mặt tri ân của cựu học sinh khóa 1991-1995 trường Trung học cơ sở Nam Thắng xin phép được bắt đầu. Về những hàng ghế danh dự. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các quý thầy cô và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Vũ Văn Công, ủy viên ban liên lạc hội khóa, thay mặt cho các bạn trong khóa ngày hôm nay lên đọc diễn văn chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, hòa chung với không khí thi đua của cả nước đã lập thành tích chào mừng kỷ niệm các lễ lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2002. Hôm nay được sự đồng thuận và nhất trí của các bạn tập thể Hội cựu học sinh liên khóa 91-95 hội tụ về đây tổ chức buổi gặp mặt và tri ân các thầy cô giáo sau 27 năm ngày ra trường. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, thưa các bạn, những năm gắn bó bên mái trường sau 27 năm xa cách, có được một ngày hội ngộ thiêng liêng và ý nghĩa biết bao khi mục đích của tập thể Hội cựu học sinh liên khóa 1991-1995 về đây để ôn lại những kỷ niệm xưa, gặp lại bạn cũ và khơi gợi lại trong nhau những hồi ức kỳ đẹp đã của tuổi thần tiên sau 27 năm xa cách. Đặc biệt chúng ta được gặp và tri ân những thầy cô giáo đáng kính đã cho chúng ta những tri thức và ước mơ hoài bão để bay đi khắp mọi miền, làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Hôm nay về đây gặp mặt có những bạn không quản ngại đường xá xa xôi, hàng nghìn hàng trăm cây số với bao nhiêu công việc đang làm dở dang. Có nhiều bạn do điều kiện không về được nhưng tấm lòng và tình cảm vẫn luôn hướng về tập thể và buổi gặp bữa hôm nay. Thay mặt cho các bạn hội học sinh liên khóa 91-95 xin gửi đến các bạn tình cảm yêu thương và đầy trân trọng, chúc các bạn và gia đình ở nơi xa luôn bình an, thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống. 27 năm là quãng thời gian không phải ngắn so với một đời người, mặc dù hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, công nghệ thông tin làm cho chúng ta gần nhau hơn, thế nhưng sự gần nhau đó thuộc về thế giới ảo, làm sao sánh được buổi gặp mặt hôm nay khi chúng ta tay trong tay nhìn nhau cười nói vui đùa như cái thủa mộng mơ ngày xưa vui chơi dưới mái trường thân yêu. Với ngày nào còn là các cô các cậu học sinh tay sách tay túi ngỡ ngàng trước cổng trường, thế mà nay đã 27 năm trôi qua, tóc các thầy các cô nay đã bạc nhiều hơn và chúng ta một số người tóc đã có điểm muối tiêu. Thời gian về vẫn cứ lặng lẽ trôi, tuổi đời vẫn lặng lẽ thay đổi, nhưng dù mọi thứ có thay đổi thay, dù trên bước đường đời có thành công thất bại, tâm hồn chúng ta luôn hướng về nhau, nhớ về nhau với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của một thời cấp sách vô cùng trong sáng ngây thơ. Khoảng cách về thời gian kể từ khi ra mái trường thân yêu, có nhiều bạn chưa gặp được nhau. Với những ý nghĩa đặc biệt này, kỷ niệm 27 năm ngày ra trường của Hội cựu học sinh liên khóa 91-95, mỗi bạn bè về đây đều có những tâm tư tình cảm riêng của mình, nhưng đều có tâm trạng chung, đó là xúc động và vui mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, thưa các bạn, trở về cội nguồn sau 27 năm, mỗi chúng ta như được sống lại với
những kỷ niệm thời ấy, có những kỷ niệm vui khi được học, được chơi, được đùa người ở tuổi học trò mà nhiều người cho rằng hơn cả quỷ ma, và cũng có những kỷ niệm buồn khi đạt được kết quả học tập như mong muốn hay bị các thầy cô trách móc. Suốt 27 năm qua và cả trong ngày hôm nay, những kỷ niệm vẫn luôn được nhắc lại làm một thời để nhớ càng thêm sâu sắc, lắng đọng lại sau trong trái tim mỗi con người là một sự trân trọng của tình thầy trò. Để bây giờ mới nhận ra một điều, ngày ấy các thầy cô đã trao cho chúng em nhiều hơn những gì mà chúng em cảm nhận được, nhưng mong muốn thầy cô hiểu rằng tất cả những gì chúng em đã, đang và sẽ làm để tạo nên sự thành công, đóng góp cho quê hương, đất nước là những gì chúng em muốn dành tặng và báo đáp công lao to lớn của quý thầy cô. Hôm nay chúng em tổ chức chương trình 27 năm ngày hồi mộ liên khóa 91-95 và đó là lý do của cụ ngày hôm nay. Cuối cùng em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cuộc gặp gỡ của chúng ta thành công tươi đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Vũ Thị Hồng Xuân, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Thắng lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các anh chị cựu học sinh khóa 1991-1995. Trường Trung học cơ sở Nam Thắng hôm nay rất vui chào đón sự trở lại của hơn 20 thầy cô và hơn 60 anh chị em khóa 91-95. Thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin gửi tới các thầy cô và các anh chị lời chào ấm áp nhất. Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, chúc các anh chị trọn vẹn niềm vui trong ngày trở về. Thưa các anh chị, tôi rất cảm động vì biết các anh chị ra trường cách đây 27 năm, nhưng luôn hướng về ngôi trường xưa nơi mình đã học tập. Tôi cũng rất cảm động trước tình cảm thiêng liêng mà các anh chị dành cho các thầy cô giáo cũ của mình. Hôm nay, các anh chị trở về trường không phải với tư cách của khách mời nhà trường mà với tư cách chủ nhân của ngày hội, ngày lễ. Điều đó cũng khẳng định các giá trị truyền thống của nhà trường chúng ta. Truyền thống đoàn kết, nhân văn, uống nước, nhớ nguồn. Xin vui mừng thông báo với các anh chị, nhà trường ta vẫn luôn giữ vững được truyền thống lịch sử tốt đẹp mà thầy trò trong suốt những năm qua đã dày công vun đắp. Tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường công lập, trung học phổ thông luôn đứng ở top đầu toàn huyện. Nhiều năm nhà trường có học sinh đỗ thủ khoa, á khoa, số lượng học sinh đạt từ 40 điểm trở lên luôn đứng đầu trong các trường xã khu Nam. Canh các chị có quyền tự hào về mái trường nơi mình đã trải qua 4 năm đèn sách. Kính thưa các anh chị, xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho lãnh đạo nhà trường phát biểu hôm nay. Xin cảm ơn các thầy cô giáo đã dành thời gian về gặp lại những học trò thân yêu thuở nào của mình. Chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe. Chúc anh chị hạnh phúc, thành công và tạo ra nhiều giá trị hơn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị. Trân trọng cảm ơn cô và xin kính mời cô nán lại sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm thể hiện tình cảm của học sinh khóa 1991-1995 dành cho quý thầy cô và nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta vinh dự và xúc động được đón tiếp các thầy giáo, cô giáo, những người đã chèo lái con thuyền tri thức đưa chúng ta đến những thành công như ngày hôm nay. Tại buổi gặp gỡ này, chúng em muốn lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những lời dạy bảo của quý thầy cô. Với mong muốn đó, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Phạm Thị Tạo, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nam Thắng, đại diện cho các thầy cô giáo giảng dạy học sinh khóa 1991-1995 lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời cô. Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo địa phương. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô giáo cựu, các thầy cô giáo đã công tác qua các thời kỳ ở trường phổ thông cơ sở xã Nam Thắng, và thưa toàn thể các em học sinh
khóa 91-95. Trước hết, cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các em lời chào trân trọng nhất và lời kính chúc sức khỏe. Xin chúc mừng ngày hội ngộ của thầy trò chúng ta hôm nay. Tôi xin thay mặt cho các thầy cô giáo cựu công tác tại trường phổ thông cơ sở trước đây. Xin cảm ơn tất cả các em trước hết và đặc biệt là ban liên lạc của hội đồng môn khóa 91-95 với ý tưởng tổ chức ngày hội ngộ vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 2022 tại ngôi trường cách đây 27 năm. Các em đã tung cánh mọi phương trời và hôm nay về hội ngộ. Đồng thời đây cũng là khóa học cuối cùng của nhà trường phổ thông cơ sở xã Nam Thắng. Và từ năm học 95-96, trường phổ thông cơ sở xã Nam Thắng được tách ra là trường tiểu học và trường trung học cơ sở liên xã Nam Cường và Nam Thắng. Cũng từ mái trường này, cách đây 27 năm, chính là các em đang ngồi đây và bước vào lớp 1 năm 1986 và ra trường năm 1995. 9 năm trời, các em liên tục được học tập tại trường phổ thông cơ sở Nam Thắng. Và hôm nay sự hiện diện của các cô giáo chủ nhiệm từ lớp 1 đến lớp 9 có mặt hôm nay là một biểu hiện ý tưởng của các em trong ban liên lạc với việc làm tri ân và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta với việc làm và hết sức nhân văn. Với bản thân tôi, hôm nay về dự buổi hội ngộ này, tôi rất xúc động và phấn khởi bởi vì truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta vẫn được các thế hệ học trò lưu giữ và thể hiện bằng những việc làm hết sức nhân văn. Cũng vì lý do đó mà tôi xin có mấy câu thơ. Tôi là giáo viên dạy toán, học làm thơ, cho nên là tôi mong các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em vì vần điệu nó không đúng thì cũng mong được sự thông cảm. Những năm ngồi ghế trường làng, những câu thầy dạy em mang theo đời, khó khăn thiếu thốn một thời, gian nan vất vả tiếng cười vẫn vui. Bao năm không gặp lại rồi, hôm nay gặp lại sáng ngời nắng xuân, gặp nhau tay bắt mặt mừng, nghĩa thầy tình bạn vun trồng dài lâu. Một lần nữa xin thay mặt cựu các thầy cô giáo đã công tác tại trường phổ thông cơ sở cảm ơn các em và chúc các em hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt. Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể buổi hội hôm nay sức khỏe và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời bạn Phạm Văn Diễn lên tặng hoa cho cô giáo trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô ra nhận hoa. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy, tính toán áo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ xưa ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm được. Thưa quý thầy cô, chúng em đã được dìu dắt dưới bàn tay của thầy cô. Mỗi ngày bụi phấn rơi và mái tóc thầy cô cũng đã bạc. Chúng em thật xúc động biết bao và trân trọng biết bao những tình cảm của quý thầy cô đã dành cho chúng em. Oh,
Hôm nay chúng con đã trở về đây để tri ân quý thầy cô và thay mặt cho tập thể lớp xin được chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Chẳng ai bé thơ bỗng dưng thành người lớn, chẳng ai không học mà trở thành người tài. Trong vòng tay ấp ủ yêu thương của thầy cô, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành. Và giữa lòng đại dương mênh mông của cuộc sống, những chuyến đò thầm lặng của thầy cô vẫn âm thầm nối tiếp vì một ngày mai tươi sáng. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Phút giây này thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Chúng con xin cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các thầy cô và các bạn thân mến, những tình cảm thiêng liêng dưới mái trường Trung học cơ sở Nam Thắng vô cùng đáng trân trọng. Có những điều ta chưa nói được với thầy cô, với bạn bè. Có những tình cảm bạn bè đẹp đẽ, gắn bó bền chặt với nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Và có những bạn đã thành vợ chồng tri kỷ của nhau. Sau 27 năm bôn ba với muôn vạn nẻo đường, chúng ta lại được gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp đó và chia sẻ cùng nhau cuộc sống hiện tại. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu bạn Trần Quyết Thắng thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1991-1995 lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn. Đứng ở đây thì cũng không biết nói gì hơn, và cũng chắc là trong cái không khí nó xúc động như thế này thì chúng ta cũng không phải nói nhiều. Cũng đều hiểu là cái tình cảm của thầy cô dành cho học trò, rồi là cái tình cảm của học trò đối với mái trường thì nó là những cái tình cảm nó rất là thiêng liêng, nó rất là cao quý. Hôm nay chúng em được trở về đây thì báo cáo với lại các thầy cô giáo là từ những cái kiến thức mà các thầy cô trao dồi cho chúng em trong 9 năm mà chúng em được học hành, được tu dưỡng ở dưới cái mái trường này, những bài học làm người đầu tiên đấy, các thầy cô đã dạy bảo cho chúng em thì chúng em luôn là khắc ghi, chúng em gìn giữ. Và ngày hôm nay thì
nó là cái bệ phóng để chúng em bay khắp mọi miền Tổ quốc. Có những bạn bay cả ra quốc tế rồi. Đấy. Thì báo cáo với thầy cô là hiện nay thì cũng có những bạn đã trưởng thành, đã trở thành những cán bộ công chức nhà nước, các cái cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân, rồi cũng có những nhà doanh nghiệp, những cái bạn đi làm ăn ở khắp phương trời và cũng đã có những cái thành công nhất định. Đấy, thì cũng xin báo cáo để các thầy cô rồi là các bạn chúng ta cùng chúc mừng những cái mà chúng em đã làm được và cũng là để vâng ạ, em rất là xúc động nhưng nói nó vâng. Báo cáo với lại các vị quý vị đại biểu, các thầy cô là em cũng đã chuẩn bị một cái bài diễn văn rất là hay đấy, nhưng mà trong cái không khí thế này em nghĩ là em cũng không cần đến dùng cái bài diễn văn đấy nữa. Đấy, từ bao nhiêu cái kỷ niệm nó ùa về 27 năm nhưng mà cũng ngỡ như là rất gần đấy thôi. Vâng, nó rất là gần gũi, nó rất là ấm cúng. Vâng, về gặp lại các thầy cô, các bạn bè thì 27 năm cũng là một thế hệ. Các thầy cô của chúng ta hôm nay thì cũng hầu hết là cũng đã nghỉ hưu rồi. Màu thời gian cũng đã nhuộm trắng cái mái đầu của các thầy cô. Và chúng em hôm nay thì cũng đã trưởng thành, có những thành công, có những vấp váp, rồi là cũng đã có bạn này cũng thành ông thành bà đấy, thì cũng là có những cái thành công đấy thì nói một điều rất là tâm huyết, rất là chân thành là về lại mái trường cũ ấy, thì chúng em thấy là hôm nay trường lớp khang trang hơn nhiều. Và các thầy cô ấy thì cũng rất có cái nỗi buồn là một số thầy cô đi xa, nhưng mà đại đa số của thầy cô của chúng em là vẫn còn mạnh khỏe. Đấy, thì cũng đấy là một cái điều mà chúng em rất là mừng. Đấy, thì từ cái tình cảm chân thành đó thì chúng em cũng đã ấp ủ một cái hội khóa kỷ niệm như thế này. Em nghĩ là từ cái dịp mà 25 năm chúng em ra trường cơ. Nhưng mà nó bị qua cái đại dịch rồi qua cái chuẩn bị nó cũng chưa được chu đáo. Thành ra là ngày hôm nay chúng em mới tổ chức được. Đấy thì như em đã nói là 27 năm cũng là một cái thế hệ. Thì 27 năm trước chúng em ra đi từ cái mái trường này để bay vào cuộc sống. Thì hiện nay thì đa số con em của chúng em đấy, tiếp tục được học tập, được lớn lên cũng từ cái mái trường này. Và chúng em cũng rất là tin tưởng gửi gắm con em của mình cho các cái thế hệ thầy cô đang công tác tại trường để dìu dắt cho con em chúng em tiếp tục là có những cái kiến thức để các cháu vững vàng bước vào đời. Vâng, thì gặp nhau ở đây thì vâng thôi xin phép là rất là cảm ơn các bạn trong cái ban liên lạc. Các bạn trong ban liên lạc. Đấy, thì những bạn ở gần, bạn ở xa đã rất là những ngày vừa qua rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình để hôm nay có được cái buổi tổ chức nó long trọng và nó đông đủ như này. Cảm ơn các cái đồng chí lãnh đạo địa phương cũng đã rất quan tâm. Hôm nay các đồng chí cũng có mặt ở đây để cùng chung vui với hội khóa chúng em. Cảm ơn nhà trường vì đã tạo điều kiện để chúng em có được cái buổi gặp gỡ ý nghĩa như này. Không biết nói gì hơn thì xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy cô và chúc các bạn chúng ta tiếp tục là xây dựng cái hạnh phúc gia đình, mạnh về kinh tế, giàu về tình cảm và càng ngày thì chúng ta càng gắn bó với nhau hơn để những cái buổi gặp gỡ không phải hôm nay 27 năm rồi, có thể là 30 năm, 35 năm, 40 năm chúng ta sẽ tổ chức được những cái ngày nó ý nghĩa như thế này nữa. Tôi rất là mong như thế. Vâng, tôi xin hết ạ. Dạ vâng, thật khó có thể nói hết lên lời bởi vì ngày hôm nay quá là xúc động. Chúng ta được gặp gỡ nhau sau 27 năm và cũng trong cái cảm xúc đó, bạn Trương Công Liệu cũng có một vài điều muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Xin trân trọng kính mời bạn Trương Công Liệu. Em hôm nay ngày đủ chủ đề chính ngày 20 tháng 11. Em xin cảm ơn tất cả các thầy các cô có mặt ở đây cũng như các cô vắng mặt. Bạn bè chúng em cùng lớp, cùng khóa, em đại diện cho các bạn là cảm ơn các cô rất nhiều. Và
tôi cũng xin cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Nam Thắng có mặt ở đây để tạo điều kiện không khí cho chúng tôi tổ chức ngày hôm nay rất đẹp. Đó. Và sau đây thì tôi cũng chia sẻ một bài, gọi là một câu nói, mặc dù xin 5 phút. Đó là tất cả các thầy cô dạy chúng em, có nghĩa là trình bày hết rồi, hoàn thành, tuyệt vời và giỏi rồi. Nhưng mà sau này thì em cũng xin các cô là dạy cho chúng em hay bạn bè chúng em thêm một cái giỏi hơn nữa, liên kết với nhau, tình đồng đội, tình quê hương, chứ không phải ngày hôm nay. Ngày hôm nay chỉ là một ngày khởi đầu mới để phát triển mới. Và mong là sau tất cả các bạn thành công trên lĩnh vực nào chăng nữa thì cũng nhớ về quê hương và cũng nhớ về những thầy, những cô, mặc dù không có ở đây nữa chăng nữa thì mình cũng phải cảm ơn và nhớ ơn tất cả các thầy các cô. Và tôi cũng xin trân trọng là đại diện là mọi người nhớ tất cả các thầy các cô hiện diện ở đây, hay Ủy ban xã Nam Thắng cũng đại diện ở đây, để làm sao để anh em mình phối hợp phát triển làm sao làm ăn kinh tế nhiều hơn, chứ không phải là vì cái ngày hôm nay để mà chấm gọn ở đây. Đã, con xin phép là con đại diện ngắn gọn thôi. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn thân mến, để đáp lại những tình cảm mà các thầy cô, các bạn học sinh trường Trung học cơ sở Nam Thắng niên khóa 1991-1995 cũng có những bó hoa tươi thắm gửi tặng các thầy cô làm kỷ niệm nhân dịp 27 năm gặp mặt. Sau đây em xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Phóng, cô Trần Thị Hằng, cô Đào Thị Tuất, cô Bùi Thị Tươi, cô Hoàng Thị Huệ mời quý thầy cô lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Bao tháng năm trôi bao nhiêu chuyến đò đầy, như những bông hoa vẫn nở ngày ngày. Trên những con đường bên trang giao án, em vẫn miệt mài ươm mầm xanh tương lai. Là người giáo viên, là người. Xin quý vị hãy nở một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các thầy cô. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời cô Hoàng Thị Mùi, cô Vũ Thị Tuyết, thầy Phạm Văn Mì, cô Nguyễn Thị Hoài và cô Phạm Thị Lâm lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Trân trọng kính mời cô Hoàng Thị Mùi, cô Vũ Thị Tuyết, thầy Phạm Văn Mì, cô Nguyễn Thị Hoài và cô Phạm Thị Lâm lên sân khấu ạ. Về ngày mai những lớp mầm xanh sẽ lớn lên, người luôn tự hào người giáo viên Việt Nam. Chúng ta hãy dành cho các thầy cô một tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời thầy D Lê Đức Long, cô Phạm Thị Thanh, cô Nguyễn Thị Trâm, cô Vũ Thị Hạnh, cô Trần Thị Lan lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Như những bông hoa vẫn xin trân trọng kính mời thầy Lê Đức Long, cô Phạm Thị Thanh, cô Nguyễn Thị Trâm, cô Vũ Thị Hạnh, cô Trần Thị Lan lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Là người giáo viên, là người giáo viên, dù nắng hay mưa không quản gian lao, sông lớn thuyền căng vẫn vững tay chèo đưa đò về miền Chi Thư. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các thầy cô. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời cô Đào Thị Lanh, cô Vũ Thị Nhấn, cô Phạm Thị Nga, cô Hà, cô Nguyễn Thị Đào và cô Phương. Trân trọng kính mời các cô lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Xin trân trọng kính mời cô Đào Thị Lanh, cô Vũ Thị Nhấn, cô Phạm Thị Nga, cô Hà, cô Nguyễn Thị Đào và cô Phương
kính mời các cô lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Một lần nữa, chúng em xin được cảm ơn các thầy cô đã bớt chút thời gian về đây với chúng em. Cảm ơn các bạn đã cho chúng mình có cơ hội được gặp nhau và để có cơ hội được ôn lại kỷ niệm cũ. Cuối cùng, một lần nữa em xin gửi tới các thầy cô và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúng em mong sẽ được tiếp tục gặp các thầy cô và các bạn trong những lần họp mặt tới để cùng nhau kể về quãng đường mà thầy cò mình đã đi qua. Trân trọng kính mời cô Hương lên sân khấu nhận hoa của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn cô. Mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, đó là nghề nghề sao tôi yêu. Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi, như hàng cây đã bao mùa lá rụng, đón thu về bâng khuâng và áo trắng khi hè. Các vị đại biểu khách quý, thưa các cô giáo cùng các bạn thân mến, trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, các bạn cựu học sinh trường Trung học cơ sở Nam Thắng cũng có một món quà thật ý nghĩa dành tặng cho nhà trường. Xin trân trọng kính mời cô Vũ Thị Hồng Xuân, đại diện cho nhà trường, hiệu trưởng nhà trường lên nhận những món quà ý nghĩa của chúng em. Trân trọng kính mời bạn Phan Văn Bái lên trao quà cho nhà trường. Trong ngày vui và ý nghĩa ngày hôm nay, hai bạn Trần Thị Lan, bạn Trần Thị Len và bạn Đinh Thị Kim Thoa, đây là hai bạn cũng là cựu học sinh và cũng là giáo viên đang giảng dạy tại ngôi trường Nam Thắng, cũng có những món quà thật ý nghĩa lên dành tặng. Trân trọng kính mời hai bạn. Bên anh đèn khuya em đã thức bao đêm. Trân trọng kính mời một bạn trong ban đại diện liên lạc lên nhận quà. Nhiều trận của em có những cuộc chia tay xa sao kỷ niệm, người cầm bút, người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong tim. Tiếng em nói nhìn nhóm bao mắt lý tưởng, tiếng kêu hùng của lịch sử trong rừng nước, em đi theo hạt sống. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lâm Văn Huyền, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nam Thắng lên nhận những món quà ý nghĩa từ các bạn của cựu niên khóa ngày hôm nay. Trân trọng kính. Những loài hoa thơm đậm đà sắc hương. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vừa rồi chúng ta đã được đến với những món quà ý nghĩa từ tập thể các bạn cựu học sinh và các bạn cá nhân trong ngày vui hôm nay. Cũng có muốn món quà thật ý nghĩa để dành tặng. Trân trọng kính mời bạn Trần Thị Hoa có món quà ý nghĩa dành tặng cho Hội Khuyến học. Trân trọng kính mời ông Lâm Văn Duyên, Chủ tịch Hội Khuyến học lên nhận quà. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bạn Trần Văn Luyến cũng có món quà thật ý nghĩa dành tặng cho Hội Khuyến học. Xin trân trọng kính mời ông Lâm Văn Duyên, Chủ tịch Hội Khuyến học lên nhận quà. Những món quà thật ý nghĩa chúng em muốn gửi tặng Hội Khuyến học, để rồi từ đây những lớp học sinh tiếp theo sẽ bay cao, bay xa hơn nữa và sẽ một ngày nào đó cũng lại trở về lại đây tụ hội và sum họp như chúng em ngày hôm nay. Từng ngày vun đắp sẽ là người động viên an
thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các cô giáo cùng các bạn thân mến, để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày họp mặt hôm nay, ban tổ chức xin mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Đã biết bao năm không quay về mái trường, mà sao vẫn thấy luôn quen thuộc những bước chân đi ngang qua từng góc sân. Vẫn còn đây ký ức xưa, nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư tuổi học trò. Bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mỗi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư tuổi học trò. Bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Xin được mượn ý hiệu này, xin chân thành cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo cũng như các bạn đã hội tụ tại đây. Thì xin phép các thầy cô giáo có thể hưởng ứng ý hiệu này với con được không ạ? Con xin phép được hô được không ạ? Xin phép được con phải bài ạ. Thầy cô bạn bè mình ơi, cảm ơn các thầy cô cũng như tập thể các bạn. Trên những đèo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Loài hoa ấy, bài ca ấy đẹp như em. Người giáo viên nhân dân
nhiệt tình như hoa phượng biến, như chim bay về khắp miền em lên đường tung bay theo nhiều thế hệ cháu bác Hồ, tặng lời như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Bên anh đèn quê em đã thức bao đêm, giữa chiến hào ngân quân nhiều trận có em, có những bài thơ nghe dài dài sao người loài hoa vui, người cầm súng người ta ăn nhớ ghi tên em. Tiếng em nói nhìn trong ta mơ ước lý tưởng, tiếng yêu của lịch sử trong rừng nước. Em đi theo hà giống đẹp bao tâm hồn, nói tương tư thế yêu cháu bác Hồ, gặp người như em ngày thiên hay hoàn hóa rừng núi giang tay đội đại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi về đôi sơn hà, mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau cùng như bao cát quê cuộc trời rộng, mà tay ta nắm đôi tròn một lòng Việt Nam, bờ lối gió đêm vui đôi ngày dòng máu đôi con tim đồng loại dùng tình người trong ngày mới thành phố đôi thôn xa vơi vơi người chết đôi đời và nụ cười nở trên môi, từ Bắc vô Nam đôi liền lắm tay ra đi, từ đồng hoang vô vượt hết đôi đôi vượt át treo leo tay ta vượt theo, từ quê nghèo lên phố lớn năm thay đôi liền biển xanh sông ngấm đôi tròn một phòng tự sinh, ở lối gió đêm vui đôi ngày dọc máu đôi con tim đồng loại từng tình trong ngày mới thành phố đôi thôn xa vơi vơi, người chết đôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi, từ Bắc vô Nam đôi liền nắm tay ra đi, từ đồng bào cũ vượt hết đôi đôi vượt tháp treo leo tay ta vượt theo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay đôi liền biển xanh sông ngấm đôi tròn một vòng Việt Nam, ở lối gió đêm vui vẻ dòng bao đôi con tim đồng loại thương tình người trong ngày mới thành phố đôi xôn xa vơi vơi, người chết đôi linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi, từng giang tay rồi lại biến xa ra đi, từ đoạn hoang vu vừa đến đôi đôi vừa tát treo leo tay ta vượt đèo, từ quê xanh sông ấm đôi tròn một lòng Việt Nam.
gặp gỡ. Anh ra
tôi ngồi một mình ôm lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe bất thường. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Không thể nào quên những giờ phút sống bên nhau giữa trời quê hương ta chung sống trong tình thương. Không thể nào quên những ánh mắt những nụ cười. Năm tháng sẽ qua đi lại từng bạn em xa người. Bạn biết hôm nay để gặp bạn ngày mai. Nước mắt rơi chia tay là những kỷ niệm không phai. Ta biết hôm nay dù xa cách lối sống dài, ta vẫn hẹn cùng nhau sẽ gặp lại lần sau. Nào quên những giờ phút sống bên nhau giữa trời quê hương ta chung sống trong tình thương. Không thể nào quên những ánh mắt những nụ cười. Năm tháng trôi qua đi là từng bạn thêm sáng người. Bạn biết hôm nay để hẹn gặp ngày mai. Nước mắt lúc chia tay là những kỷ niệm không phai. Ta biết hôm nay dù xa cách những sông dài. Thiết tha nhớ bạn bè nhớ mái trường.